Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 7, chương trình có những thông tin chính sau đây. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức phiên họp thứ 6 nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ vật DB, bằng chứng của một thời hào hùng. Đưa sản phẩm Quảng Trị đến gần hơn với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức phiên họp thứ 6 nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Theo đánh giá, công tác cải cách tư pháp thời gian qua tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp đối với việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp ở địa phương được chú trọng. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử nâng lên và được gắn với tinh thần cải cách tư pháp. Không để xảy ra các sai sót nghiêm trọng, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm, không còn tình trạng án tuyên không rõ ràng dẫn đến khó thi hành án. Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Đức Châu đề nghị cần nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo của các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ các cơ quan tư pháp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan tư pháp để bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Đồng chí cũng yêu cầu từ đây đến cuối năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để các cơ quan tư pháp tiến hành phiên tòa trực tuyến. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cần căn cứ vào các tiêu chí để chọn những vụ việc thuộc diện thường trực tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo phù hợp, tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138 và 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đánh giá những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm về công tác phòng chống tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại trên toàn quốc, một trong các nội dung quan trọng được nhiều đại biểu dành thời gian thảo luận, phân tích tại hội nghị là khó khăn trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm hiện nay, nhất là khi các đối tượng này ngày càng manh động, liều lĩnh và thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tập trung tìm giải pháp cho những vấn đề, lĩnh vực được dư luận quan tâm như phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng như xăng dầu, thuốc lá, phân bón, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc tân dược. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Hương Hóa về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc do các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng. Tham gia đoàn giám sát về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện tại ở huyện Hương Hóa có hơn 50.548 ha đất rừng và trong những năm qua đã tập trung chỉ đạo tổ chức cắm mốc, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới, mốc giới, giao cho các cấp, các ngành và các xã quản lý sử dụng. Đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực 3 và hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên hiện nay toàn huyện vẫn còn 5.344 thửa đất cần cấp giấy chứng nhận. Cùng với đó, huyện đã rà soát chuyển đổi đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít sung yếu qua quy hoạch phát triển rừng sản xuất với diện tích hơn 6.408 ha. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh, nhìn chung, huyện Hương Hóa đã cơ bản làm tốt công tác quản lý sử dụng đất rừng. Song, do nhiều nguyên nhân, nhất là trước đây quản lý hệ thống trên sổ sách, bản đồ, sơ đồ không rõ ràng, chi tiết, dẫn đến việc xác định ranh giới, mốc giới chưa cụ thể, còn trùng lấn. Mặt khác, do lực lượng quản lý, bảo vệ còn mỏng, nên một số nơi còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai trái pháp luật.
Đoàn giám sát đề nghị huyện Hướng Hóa chỉ đạo và phối hợp với các cấp các ngành tiếp tục rà soát ranh giới, đo đạc, lập phương án sử dụng đất của các ban quản lý rừng để chuyển địa phương quản lý. Đồng thời, bốc tách đất xen kẽ của người dân cũng như chuyển những diện tích không phải là đất có rừng ra khỏi ranh giới của các ban quản lý bố trí cho nhân dân sản xuất. Mặt khác, tổ chức đo đạc, hỗ trợ kinh phí sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và các tổ chức sử dụng. Tiếp tục chương trình chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Trị. Sau khi nghe báo cáo, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng, qua giám sát cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Quảng Trị đã cơ bản làm tốt việc quản lý, sử dụng, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình, đất của đơn vị bị chia cắt thành nhiều vùng nhỏ lẻ, mênh mún, một số nơi vườn cao su đang xen vào khu dân cư nên còn gặp khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc này. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý sử dụng đất, trong đó trên cơ sở mốc giới đã cắm, rà soát lại ranh giới sử dụng đất giữa công ty với hộ gia đình, với các tổ chức khác để chỉnh lý bản đồ địa chính và hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2018. Tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hôm nay các địa phương đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân những người đã có công với đất nước. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Được biết, đây là một trong số 17 căn nhà có tổng trị giá trên 1 tỷ đồng được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho các gia đình có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã trao 117 suất quà có giá trị 1 triệu đồng một suất cho các đối tượng chính sách, gia đình có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sáng nay, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tri ân giáo dục truyền thống và tặng quà cho các cô cựu thanh niên xung phong cô đơn. Tại chương trình, ban tổ chức đã dành tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, 32.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB gợi nhớ một thời kỳ của lịch sử dân tộc. Số hồ sơ kỷ vật này không chỉ là tài sản quý giá riêng của cá nhân, gia đình cán bộ DB mà còn được xem là khối tài sản lớn của dân tộc, minh chứng cho một thời kỳ đầy gian khổ nhưng cũng rất đổi hào hùng của quân và dân ta. Trong căn nhà nhỏ ở xã Triều Thành, huyện Triều Phong, chúng tôi được ông Đặng Thông cho xem bộ hồ sơ và kỷ vật từ những ngày ông đi bê. Gần 60 năm kể từ ngày lên đường từ Bắc vào Nam, số hồ sơ kỷ vật này vẫn luôn được ông cất giữ cẩn thận và xem chúng như tài sản quý giá của cuộc đời mình, bởi chúng gắn liền với một thời tuổi trẻ. Dù biết gian khổ, dù biết có thể sẽ hy sinh, nhưng vẫn quyết tâm lên đường chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vào chiến trường là thích lắm, vào để tham gia giải phóng quê hương. Mà có hy sinh cũng không tiếc. Bây giờ là cái máu căm thù nó lên, nghe những cái trận càn quét ác liệt là thương đồng bào. Mà trong đó là có bà con ruột thịt, cha mẹ mình ở sống trong đấy. Từ cuối năm 1959, hàng trăm đoàn cán bộ với tinh thần tình nguyện bí mật vượt Trường Sơn vào Nam, được gọi là đi bê. Ngày lên đường vào Nam, họ để lại tư trang, hành lý, kỷ vật, thư từ tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ, âm thầm trở vào Nam theo con đường dân sự. Số hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi bê không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi bê, mà còn là một nguồn sử liệu quý giá, minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, gắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt. Đây cũng là một nghĩa cử thể hiện trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với các cán bộ đã hy sinh một phần xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và thông qua đó thì cũng rất là mong muốn giới trẻ hiện tại sẽ có một cái nhìn đầy đủ hơn
về một cái giai đoạn khó khăn nhưng rất là hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại khu di tích thành cổ Quảng Trị, hơn 200 tư liệu, kỷ vật của cán bộ DB được lựa chọn giới thiệu tại triển lãm Kỷ vật DB Quảng Trị ngày trở về. Tư liệu, kỷ vật của cán bộ DB tái hiện chân thực, sinh động một thời hào hùng của lịch sử dân tộc, mà qua đó thế hệ trẻ sẽ hiểu hơn những cống hiến, hy sinh của ông cha ta vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Hội đồng Nhân dân huyện Đắk Cờ Rông và Cam Lộ vừa tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân xem xét các nhiệm vụ để thực hiện từ nay đến cuối năm và một số vấn đề khác. Kết quả kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Đắk Cờ Rông đã xem xét thông qua nghị quyết bao gồm nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018, nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện năm 2017, nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2019, nghị quyết về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2018-2020, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới huyện Đắk Cờ Rông giai đoạn 2018-2020, nghị quyết về miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện khóa 4 nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Cam Lộ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung rà soát xây dựng đề án sáp nhập hợp nhất các cơ quan đơn vị theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa huyện Đắk Cờ Rông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Rông đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Buổi lễ có sự tham dự của gần 300 đại biểu, trong đó có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Savanakhet và Saravan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Mục Đa Hàn của Thái Lan. Buổi lễ là hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán người, tiến tới giảm thiểu, hạn chế, đẩy lùi tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và toàn quốc nói chung. Buổi lễ cũng nhằm trang bị kiến thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội cùng chung tay góp sức phòng chống và đẩy lùi tệ nạn mua bán người, đảm bảo an ninh trật tự vững chắc tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 tháng 7, Hội chợ Công thương khu vực miền Trung Tây Nguyên nhịp cầu xuyên Á Quảng Trị 2018 đã được tổ chức với quy mô trên 500 gian hàng của 255 tổ chức, chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại hội chợ năm nay, nhiều sản phẩm hàng hóa của tỉnh Quảng Trị đã được giới thiệu, bày bán, thu hút sự quan tâm của người dân và các doanh nghiệp đến tìm cơ hội đầu tư tại Quảng Trị. Đến với hội chợ công thương khu vực miền Trung Tây Nguyên nhịp cầu xuyên Á Quảng Trị 2018 lần này, cơ sở sản xuất tinh dầu Huyền Thoại, thành phố Đông Hà đã mang đến gần 10 sản phẩm tinh dầu thảo mộc được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên như tinh dầu gừng, tinh dầu tràm, quế, bạc hà và các sản phẩm khác tốt cho sức khỏe là nước cất lá trâu, muối thảo mộc. Sản phẩm tinh dầu của thương hiệu tinh dầu Huyền Thoại là một trong 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận. Hội chợ năm nay là hàng các cái mặt hàng phong phú hơn các cái năm trước, mà thấy đa dạng hơn, phong phú hơn. Ví dụ như những cái mặt hàng mỹ phẩm á, về những cái như thế là thấy cũng đa chất lượng. Mong muốn tới với hội chợ là chúng tôi giới thiệu được, quảng bá đến cái sản phẩm của mình đến với tay người tiêu dùng, kết nối được với lại nhiều cái cơ sở mà có thể kinh doanh buôn bán sỉ cho mình, và cái sản phẩm của chúng tôi ngày càng được khẳng định thương hiệu. Hội chợ công thương khu vực miền Trung Tây Nguyên nhịp cầu xuyên Á Quảng Trị 2018 quy tụ hơn 140 gian hàng chuyên kinh doanh sản xuất các mặt hàng tại Quảng Trị. Các mặt hàng được giới thiệu bày bán lần này được người tiêu dùng quan tâm là những sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp tiêu biểu của Quảng Trị như gạo hữu cơ, cà phê, hồ tiêu, tinh bột nghệ, cao dược liệu. Đặc biệt tại hội chợ lần này, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đã đến để tìm kiếm các sản phẩm của Quảng Trị nhằm liên kết để kinh doanh. Chúng tôi là rất đánh giá cái cà phê
quản trị cà phê Arabica của Khe Sanh rất là tốt, mà để chúng tôi muốn tìm cái nguồn đó luôn để mang về phối với cái nguồn Robusta chúng tôi ra một sản phẩm tốt nhất. Sự gia tăng số lượng gian hàng kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị cho thấy sự quan tâm nhiều hơn của các doanh nghiệp tại địa phương trong việc tham gia hội chợ. Bởi đây chính là hình thức quảng bá hữu ích, giới thiệu được những sản phẩm có chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng thời, góp phần từng bước tạo sự kết nối của các nhà cung ứng sản phẩm của Quảng Trị với thị trường trong và ngoài nước. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ chuyên nhân cựu chiến binh và cựu chiến binh làm kinh tế tỉnh Quảng Trị. Đến dự có đồng chí Mai Xuân Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam. Theo đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động được 88 hội viên cựu chiến binh tham gia câu lạc bộ doanh nhân và câu lạc bộ làm kinh tế tỉnh Quảng Trị. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng quy chế, chương trình hành động nhiệm kỳ 2018-2020. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân phát huy bản chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ trong sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 11 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh trên địa bàn, tổng số tiền gần 900 triệu đồng. 200 xuất quà trị giá 100 triệu đồng cho các cá nhân, chuyên nghiệp là cựu chiến binh trong ngoài tỉnh trao tặng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị cũng đã hỗ trợ vốn vay phát triển mô hình kinh tế cho cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn 1 tỷ đồng. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.